Cháp 316, trưởng môn khiêm tốn chút. Trưởng môn sư bá, ngươi hiểu lầm rồi. Gần đây con quả thực có chút tiến bộ, vừa hay cần người chỉ điểm một chút. Không tệ, có chút giống ta đấy. Bổn tọa sẽ nghiêm túc chỉ điểm cho ngươi. Trường Diễn Võ Mặc Môn. Sư phụ, Tam sư đệ sẽ không bị thương chứ? Trưởng môn sư bá hình như rất nghiêm túc. Ta không biết, nhưng Tiểu Mạc có đại khí vận trên người, có lẽ sẽ vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Trưởng môn sư bá, thất lễ rồi. Cứ thất lễ đi, ta cũng muốn xem thử ngươi có thể thất lễ đến mức nào. Vậy đắc tội rồi. Không tệ, có chút tiến bộ. Thử theo tiết tấu của bổn tọa xem. Vâng. Có vẻ, cực hạn của nó là ở đây rồi, linh khí dần khô cạn rồi vẫn có thể kiên trì, quả nhiên là đệ tử Mặc Môn ta. Tới lúc thử khí vận của nó xem có thể bảo vệ nó từ trong nguy cơ không đã. Á, ca ca, thủ hạ lưu tình. Kiếm của mình lại bị lệch. Vù, trưởng môn sư bá quả nhiên sẽ thủ hạ lưu tình, ta còn thật sự lo lắng đấy. Vừa nãy kiếm của ca ca, không phải bản thân huynh ấy chệch đi. Kiếm vừa nãy, mình đã nhắm chuẩn chém đứt đầu tóc của nó, đánh bật kiếm của nó trước, sau đó. Hình như bị cái gì đó cản lại, không thể cắt đứt sợi tóc đó. Đa tạ trưởng môn sư bá chỉ điểm, đây là... Đây chính là khí vận hộ thể của nó. Thì ra là vậy, nó có thể vào Mặc Môn là vì khí vận xung thiên này dẫn tới. Lộ Triều Ca tự tin đưa ra kết luận như vậy. Rất tốt, rất không tệ ha ha. Xảy ra chuyện gì vậy? Kẻ địch tập kích sao? Làm hại đệ tử, làm hại đệ tử. Triều Ca, mau nói rõ với sư đệ của ta đi, con hả? Đúng, chính là con, mau nói cho sư đệ của ta, ta không phải nhất kiếm chi sư của con. Sư huynh, huynh còn chối, huynh cho nó thấy kiếm vực của huynh rồi còn bảo không phải là nhất kiếm chi sư sao? Làm hại đệ tử, hôm nay ta phải dạy dỗ lại huynh. Ánh mắt cầu cứu. Á đây, lại là vì chuyện này sao? Quý sư bá hiểu lầm rồi, kiếm tôn đại nhân quả thực không phải nhất kiếm chi sư của con. Vậy chuyện ngươi xem kiếm vực của huynh ấy tính giải thích sao đây? Con không phải quan sát kiếm vực của kiếm tôn đại nhân miễn phí, mà là làm một trao đổi với kiếm tôn đại nhân. Con thể hiện kiếm vực của con, nên kiếm tôn sư bá mới thể hiện kiếm vực của bà ấy. Ca ca, huynh thức tỉnh kiếm vực rồi hả? Song kiếm vực của Lộ Triều Ca sắp tới rồi, các vị cảm thấy người Mặc Môn khi nhìn thấy song kiếm vực của Lộ Triều Ca sẽ có vẻ mặt gì đây? Đã kết thúc tập 316 của bộ truyện tranh Trưởng Môn Khiêm Tốn Chút rồi. Cả nhà đừng quên cho Nông Dân Mê Chuyện một like, một subscribe kênh, mình sẽ rất vui và xem đó là động lực từ cả nhà, giúp mình ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các bạn nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh của mình nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại các bạn.